ngày đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, ngày 23 tháng Chạp hàng năm được dân gian quan niệm là ngày táo quân về chầu trời. Các thần sẽ bẩm tâu với Ngọc Hoàng về những chuyện tốt xấu xảy ra tại gia đình trong suốt một năm qua, đồng thời gửi lời ước nguyện của gia đình về một năm mới an lành, hạnh phúc. Vậy nên dù có bận rộn công việc đến mấy, các gia chủ cũng sẽ dành thời gian để chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo sao cho thật tươm tất và chu đáo. Tuy nhiên, hiếm ai biết rằng có những sai lầm đại kỵ trong quá trình thờ cúng táo quân lại dẫn đến tai bay vạ gió, khiến tiền bạc tài lộc không cánh mà bay, vận hạn xui xẻo bùa vây cả gia đình, sóng gió triền miên. Vậy đó là những sai lầm nào mà lại gây ra hậu quả khôn lường chúng ta cần tuyệt đối tránh? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Sai lầm tuyệt mệnh khi cúng ông Công ông Táo mà nhà nào cũng đang làm, bỏ ngay kẻo tán ra bại sản. Sai lầm đại kỵ thứ nhất, cúng ông Công ông Táo bằng cá chép giấy. Có nhiều người cho rằng chỉ nên dùng cá chép thật để cúng ông Công ông Táo, nhưng trên thực tế dùng cá chép giấy đều được, quan trọng là lòng thành và sự thành tâm của gia chủ. Nhưng nếu có điều kiện thì dùng cá chép thật vẫn tốt hơn. Theo giáo sư Ngô Đức Thịnh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam cho rằng, dùng cá chép thật còn có ý nghĩa thả phóng sinh nếu biết thả đúng cách. Cá chép thật sau khi làm lễ được thả phóng sinh mang rất nhiều ý nghĩa. Ngoài việc để đưa ông Táo bay về trời, theo quan niệm của dân gian thì tục lệ phóng sinh này còn mang tư tưởng của Phật giáo liên quan đến vấn đề môi trường rất sâu sắc, tinh thần từ bi. Theo quan niệm của nhà Phật, lòng từ bi của nhà Phật không chỉ với loài người mà nó mở rộng ra muôn loài, muôn vật. Triết lý nhà Phật là coi tất cả muôn loài, kể cả con người cùng chung một bản thể cội nguồn. Do đó cẩn thận, kẻo thả cá phóng sinh không đúng cách là tạo thêm nghiệp. Hơn nữa, việc nuôi cá chép phục vụ cho ngày 23 tháng Chạp thu về nguồn lợi rất lớn, tạo ra nhiều công ăn việc làm, nên việc dùng cá chép thật cũng mang ý nghĩa xã hội lớn. Ngoài ra, phóng sinh để bảo vệ môi trường nên không được vứt rác bừa bãi, nhớ bỏ các túi đựng rác vào đúng nơi quy định, đúng chỗ, hãy để ngày lễ phóng sinh mang đúng ý nghĩa của nó. 2. Sai lầm đại kỵ thứ hai là dán cá chép. Nhiều gia đình quan niệm cá chép gắn liền với ngày ông Công ông Táo nên làm món cá dán đặt lên mâm cúng, nhưng một số người lại cho rằng đây là điều cấm kỵ. Bởi theo dân gian, cá chép là phương tiện đưa ba vị thần bếp lên chầu trời, tâu lại với Ngọc Hoàng những việc trong gia đình suốt một năm qua, do đó bạn chỉ nên phóng sinh cá thay vì sát sinh. Các nhà nghiên cứu văn hóa nhận định cúng cá rán hay không tùy thuộc vào quan niệm của mỗi gia đình. Tuy nhiên nếu làm như vậy thì không đúng với mẫu gốc, vì lễ ông Công ông Táo phải có cá chép sống để thả xuống sông, suối, thay vì cá rán đồ sôi gấc rồi tạo hình thành chú cá chép cũng là một gợi ý hay cho mâm cỗ ngày 23 tháng Chạp mà không phạm phải điều cấm kỵ. Hiện nay các bà nội trợ khéo tay cũng có cách làm thạch hình cá chép rất đẹp mắt. 3. Sai lầm thứ 3, không cúng trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Theo quan niệm dân gian, chúng ta thường phải sắp xếp mọi công việc để chuẩn bị cho việc cúng lễ vào trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Tùy theo điều kiện thời gian mà có thể cúng ông Công ông Táo vào trưa hoặc tối ngày 22 tháng Chạp, cùng lắm là đúng vào ngày 23 tháng Chạp. Nhưng trên thực tế là giờ đây nhiều gia đình ai cũng phải đi làm, không thể nghỉ ở nhà để chuẩn bị lễ vào trước giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Vì thế nhiều gia đình đã cúng vào buổi tối trước đó. Nhưng dù sao thời điểm đẹp nhất vẫn là tối ngày 22 và sáng 23 tháng Chạp. Hoặc nếu cố gắng thì nên chọn thời điểm tốt nhất để cúng lễ. Đó là thời gian từ 11 đến 13 giờ là giờ ngọ. Đây là thời điểm các thần quy tụ để chuẩn bị về trời. 4. Đại kỵ thứ tư trong mâm cỗ có thịt vịt, thịt chó, thịt dê. Về cỗ cúng ông Công ông Táo tùy thuộc vào điều kiện, bạn có thể lễ chay hay mặn đều được. Lễ chay thường có xôi đỗ, trầu cau, nước và hoa quả. Lễ mặn gồm gà, giò chả, chân giò xôi và các loại món ăn cổ truyền khác. Tuy nhiên người ta kiêng không đem cúng các món làm từ vịt, chim, ngỗng, trâu, bò, dê, chó. Với quan niệm rằng các loài vật này khi xuất hiện trên bàn thờ sẽ không may mắn và thiếu đi sự tôn trọng. 5. Đại kỵ thứ 5 là cầu xin tài lộc khi cúng ông Công ông Táo. Nhiều người theo thói quen khi khấn vái hay xin tài lộc, nhất là những người làm kinh doanh thì xin được làm ăn thuận lợi, phát tài, phát lộc của cải đầy nhà. Sau khi làm lễ cúng ông Công ông Táo chớ nên khấn xin như vậy.
Theo tích xưa, táo quân về trời là để báo cáo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong năm của gia chủ với Ngọc Hoàng. Có cả việc tốt, có cả những việc xấu. Vì thế, khi làm lễ cúng này, các gia đình chỉ nên thành tâm cúng lễ và xin các táo bỏ qua những điều xấu, chỉ báo cáo điều tốt với Ngọc Hoàng để không làm giảm công đức của gia chủ mà thôi. 6. Sai lầm thứ 6, phóng sinh cá chép bằng cách ném từ trên cao. Các bạn thân mến, cá chép hóa rồng sẽ đưa ông táo về trời. Cá chép khi ấy tượng trưng cho thần linh, cần phải chú ý khi thả cá. Các bạn nhớ chọn nơi sông hồ rộng, nhiều nước không ô nhiễm để thả cá. Lưu ý rằng phải thả cá từ từ xuống nước, tuyệt đối không đứng từ trên cao như đứng trên cầu, trên đường và ném cá xuống nước. Độ cao quá lớn có thể khiến cho các cá bị sức ép hoặc là chết hoặc yếu đi không sống được. Quý vị thân mến, việc cúng tiễn đưa ông công, ông táo lên chầu trời từ lâu đã trở thành một nét văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam, đặc biệt là khi dịp lễ này lại rơi vào đúng quãng thời gian năm hết Tết đến, người người nhà nhà náo nức đón xuân, vui vẻ chào đón một năm mới nhiều dự định và kế hoạch trước mắt. Tuy nhiên, tùy vào phong tục truyền thống của mỗi vùng miền khác nhau mà người dân ở nơi đó lại có những nghi lễ thờ cúng khác nhau. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình để thu hút vận may tài lộc, chiêu dụ sức khỏe và tiền bạc về với gia đình mình nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, đối với người dân miền Bắc. Ở miền Bắc, người dân thường cúng ông công ông táo khá sớm, bắt đầu từ 20 và muộn nhất là trưa 2-3 tháng chạp. Bởi người dân quan niệm sau giờ đó thì ông công ông táo phải bay về trời, không còn ở dương gian nữa. Lễ vật cúng ông công ông táo ngoài vàng mã, cá chép thì nhiều nơi còn dùng cả xôi chè, thường là chè bà cốt. Khi nấu chè, người ta sẽ cố ý để chè vương lên ông đầu sau, hay bôi chén lên ông đầu sau để táo quân lên trời báo cáo cho ngọt giọng. Bàn thờ táo quân của người miền Bắc thường bày cao hơn bàn thờ tổ tiên, trên đó gồm bộ mũ, hia. Khi đã cúng xong, họ đốt vàng mã và tiễn ba ông trầu sau. Khi đã cúng xong, họ đốt vàng mã và tiễn ba ông đầu sau trong bếp bằng cách thả xuống ao, sau đó thay ba ông đầu sau mới vào bếp và thả bộ mũ ở trên bàn thờ. Ngoài ra, người dân còn cúng một con cá chép còn sống thả trong chậu nước ngụ ý, cá sẽ biến thành rồng đưa ông táo về trời. Thứ hai, đối với người dân ở miền Trung. Ở Huế và một số tỉnh lân cận, người dân vừa thờ ông táo trên trang ông, vừa thờ trên trang bàn thờ. Người miền Trung thường làm lễ tiễn táo quân sẽ lên thiên đình vào ngày 23 tháng chạp rất trọng thể. Việc đầu tiên là phải thay cát mới trong lư hương và lau dọn bàn thờ ông táo sạch sẽ. Sau khi cúng xong, tượng ba ông táo cũ bằng đất nung được tiễn khỏi bàn thờ hoặc bếp và đặt cạnh các am miếu ở đầu xóm hay ở gốc cây cổ thụ, ngã ba đường. Tiếp đó họ sẽ rước tượng ba ông táo mới lên bàn thờ để bắt đầu một năm làm việc tiếp theo. Ngoài ra, người dân ở Huế còn có tục dựng cây nêu trước sân nhà hay là sân đình trong sáng ngày 23. Ba là thứ ba. Đối với người miền Nam, ngoài những lễ vật giống người miền Bắc, người miền Nam còn có thêm một đĩa đậu phộng, kẹo vừng đen và một bộ đồ cò bay, ngựa chạy hình con cò và con ngựa làm bằng giấy, không có khung tre cầu kỳ như miền Bắc. Điểm khác biệt so với vùng miền khác nhau trong lễ cúng ông công ông táo của người miền Nam là không có tục chút lư để thay cọng nhang, không mua cá chép, không thờ áo mũ, một số nơi còn nấu thêm chè xôi hoặc nếu không thì chỉ là một mâm trái cây hết sức đơn giản. Người dân miền Nam thường cúng ông công ông táo về buổi đêm trong khoảng từ 20 giờ đến 23 giờ. Người Sài Gòn quan niệm rằng vào thời điểm cuối ngày, sau khi cả gia đình đã dùng xong bữa tối, không còn nấu nướng và dùng đến bếp nữa thì mới được tiễn ông táo lên đường gặp Ngọc Hoàng. Quý vị thân mến, vậy là trong chương trình hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những sai lầm tuyệt mệnh khi cúng ông công ông táo mà tất cả nhiều người Việt Nam đang thường xuyên mắc phải. Các bạn hãy tuyệt đối tránh xa để không rước lấy xui xẻo vào thân nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ đến quý vị những phong tục thờ cúng táo quân tùy theo từng vùng miền, hy vọng sẽ giúp ích cho quý vị trong ngày 23 tháng chạp sắp tới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.